Em chào tất cả mọi người nha. Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với lại mọi người cái hệ thống lọc nó dành cho những cái hồ mini tầm cỡ khoảng 50 lít đến 100 lít nha. Mấy bữa nay mình nhận được rất là nhiều cái tin nhắn của anh em gửi về cho mình. Giống như ở nhà mọi người không có không gian á, bây giờ mình có sẵn những cái hồ bằng bể kính á, tầm cỡ khoảng 50 lít thôi. Bây giờ không thể nào nuôi cá koi được, có cái cách nào để mình nuôi cá ba đuôi, ran chu, chép sư tử một cái thời gian tầm cỡ khoảng 1 tuần thì mình vệ sinh một lần được hay không? Tại vì anh chị mình thì khi mà mua ngoài tiệm về á, người ta bán cho một cái bơm, sau đó là mình mua túi lọc với lại cái dàn lọc tràn, thì tầm cỡ khoảng 1 ngày nếu mà mình không giặt cái túi lọc á, nó sẽ bị tràn nước. Thì anh chị nhờ mình chia sẻ cái cách mình chế như thế nào đó cho nó gọn, để tầm cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày mình vệ sinh mình giặt một lần, như vậy nó sẽ khỏe hơn. Thì trong video ngày hôm nay, để đáp ứng yêu cầu của anh chị em của chúng mình, thì nhân mời mọi người cùng với lại em ha, sẽ về tỉnh Thái Bình, mình ghé nhà của anh Toàn nha, mình tham quan cái mẫu hồ mini của mình tầm cỡ khoảng 50 lít giống như mình chia sẻ nè. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha, đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Ở đây thì anh Toàn ảnh làm hồ này của mình đến thời điểm hiện tại bây giờ hoạt động trên 3 tháng rồi. Nước rất là đông, tầm cỡ khoảng gần 2 tuần thì ảnh mới vệ sinh lọc một lần. Nhưng mà ở đây thì mình cũng không có làm mà nó rộm rà đâu. Tại vì hồ mini á cả nhà, nó tầm cỡ khoảng 30 lít hoặc là 100 lít thì mình không nhất thiết là làm những cái hệ thống lọc lớn. Nhưng mà mình phải chế cái lắng nha. Cái lắng dù lớn dù nhỏ thì nó phải có cái lắng. Thì cái thời gian mà anh chị em cô chú mình vệ sinh á, nó sẽ tiết kiệm hơn. Thì bây giờ cái cách mà anh Toàn làm lọc như thế nào, bây giờ ở đây mình sẽ nhờ chủ hồ ha, sẽ chia sẻ nó cũng ngắn gọn thôi, để cho anh chị mình ở nhà nếu mà có những cái mẫu mini tầm cỡ khoảng 30 lít hoặc là 50 lít giống như của anh Toàn á, mình chưa biết làm lọc như thế nào, thì anh chị em của chú mình có thể là tham khảo cái cách mà anh Toàn ảnh chế cái lắng si mini của anh Toàn luôn nha. Hồ này mình có một cái thùng lắng nhỏ nhỏ, ba thùng lắng cũng túi lọc và lọc tràn trên thùng lắng đơn giản với cái di mát nhẹ bung lọc. Nhìn cái đèn ngừa mắt bỏ cá bỏ nước. Đó là toàn bộ cái quy trình mà anh Toàn làm lọc nha cả nhà, cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây thì mình làm một cái tách phân rất là nhỏ nha, mình giữ phân lại, tại vì nếu như không có cái tách phân nhỏ này á, cái túi lọc của anh em tầm cỡ khoảng 2 ngày là nó sẽ bị tràn thôi, tại vì cái phân nó bị nát á, khi mà bơm của mình hút vào nó làm nát rồi, nó sẽ bám vào trong những cái đường thoát của cái túi lọc của mình á, nên nó dễ dẫn đến cái tình trạng là nước hồ của anh em sau tầm cỡ khoảng 2 ngày 3 ngày mà cá nó ăn nhiều á, nó đi nhiều là cái túi lọc nó sẽ bị tràn. Nên là mọi người muốn mà cái thời gian kéo dài vệ sinh thì tốt nhất mình nên làm lắng nha. Nhỏ to gì thì nên làm cái lắng, rồi sau đó qua dàn lọc tràn trả về hồ, đơn giản vậy thôi. Do mình nuôi số lượng cá ở đây nó cũng không có nhiều nữa, thì khi mà nó có cái lắng nhỏ đó thì tầm cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày anh chị em của chú mình vệ sinh một lần nha. Bởi giờ có rất là nhiều anh chị hỏi mình về cái vấn đề làm như thế nào để mà cái thời gian mình vệ sinh nó kéo dài á, thì trong video ngày hôm nay anh Toàn anh đã chia sẻ cái cách làm lọc đơn giản rồi. Ở nhà nếu mà anh chị em của chú mình có những cái mẫu mini tầm cỡ khoảng 30 lít hoặc là 50 lít giống như của anh Toàn á, mình chưa biết làm lọc như thế nào, thì anh chị mình có thể là tham khảo cái cách mà anh Toàn làm lọc nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh anh Toàn, em cảm ơn rất là nhiều nha, đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc đơn giản lên để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh Toàn cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Toàn chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah.